Xe xưởng nằm bốc cháy, 20 người thoát chết. Xe xưởng nằm chạy đến cầu Nguyễn Biên, Thanh Hóa thì bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách may mắn thoát chết. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 ngày 20 tháng 6 trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nguyễn Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi đó, ô tô khách mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An di chuyển theo hướng Bắc Nam đến cầu Nguyễn Biên thì khói bốc lên từ phía đầu xe. Tài xế dừng xe xuống kiểm tra thì lửa bốc cháy dữ dội. Nghe tài xế hô hoán, khoảng 20 hành khách trên xe kịp thoát ra ngoài khi ngọn lửa bùng phát. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa điều 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 20 phút, đám cháy đã được khống chế, song ô tô bị thiêu rụi trơ khung. Số hành khách được bố trí lên xe khác để tiếp tục hành trình.